Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Thanh Hóa triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, phấn đấu hoàn thành diện tích gieo trồng 191.000 ha đúng khung lịch thời vụ. Giá mía nguyên liệu trong nước tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân. Tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, hiện nay, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2024 nhằm đảm bảo diện tích cơ cấu cây trồng, đảm bảo năng suất và sản lượng. Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng 191.000 ha, phấn đấu sản lượng lương thực đạt 785.800 tấn. Để sản xuất vụ xuân đạt năng suất chất lượng cao, các địa phương đã và đang tập trung chuẩn bị đủ số lượng về giống, phân bón, nước tưới và tư nông nghiệp khác theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2024 đã triển khai. Ngành nông nghiệp thường xuyên cử cán bộ phối hợp với phòng chuyên môn của các địa phương bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc mạ, theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh việc cấy cho phù hợp. Cùng với đó, các địa phương tích cực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh giống cây trồng và tư nông nghiệp trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô, kết hợp tu sửa công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt đề án kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được tổ chức kết nối, tạo liên kết theo chuỗi sản xuất, chế biến tiêu thụ đạt 50% sản lượng sản xuất. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 80% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát triển kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ để xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa chất lượng quy mô lớn, nâng cao thu nhập của người sản xuất trên đơn vị diện tích sản xuất thông qua việc gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao năng lực của các chủ thể sản xuất, chế biến và tiêu thụ để mở rộng khả năng kết nối, phát triển mạnh năng lực kinh doanh các cơ sở chế biến, kết nối để hình thành và phát triển đa dạng các hình thức liên kết theo chuỗi bền vững, có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ, phục vụ sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ số. Những năm gần đây, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển các mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Hà Long đã khuyến khích người dân thực hiện tích tụ tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, đưa giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đồng thời xây dựng vùng thâm canh lúa với diện tích 575 ha, vùng sản xuất dứa 650 ha và 105 ha trồng ổi, trong đó có 70 ha ổi đã được công nhận đạt chuẩn OCOP. Cùng với đó, xã tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do các đơn vị chuyên môn tổ chức. Năm 2023, bình quân 1 hectare sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt trên 200 triệu đồng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng. Năm 2023, kim ngạch nông sản xuất qua cửa khẩu Lào Cai đạt 529 triệu đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với năm trước. Trái cây đã vươn lên trở thành nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất và vượt xa so với các nhóm hàng nông sản truyền thống khác. Chỉ tính riêng quả sầu riêng, giá trị kim ngạch năm qua đã đạt 231 triệu đô la Mỹ, chiếm 44% tổng kim ngạch nông sản xuất khẩu. Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam cũng xuất khẩu mạnh qua cửa khẩu Lào Cai như thanh long đạt hơn 78,7 triệu đô la Mỹ, vải thiều gần 21 triệu đô la Mỹ. Việt Nam và Trung Quốc đang nghiên cứu đưa thêm một số mặt hàng nông sản vào danh mục được phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai đã và đang nỗ lực cải thiện hạ tầng, gia tăng năng lực thông quan, giảm chi phí logistics để Lào Cai thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc. Giá đường thế giới tăng kỷ lục đã kéo theo giá mía đường trong nước tăng lên đúng vào thời điểm đầu mùa thu hoạch, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân. Giá đường thế giới các phiên giao dịch gần đây tăng khoảng 150% so với hồi đầu năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 15 năm qua đối với ngành mía đường toàn cầu. Cùng thời điểm này, nông dân các địa phương trong cả nước đang bắt đầu vào vụ thu hoạch chính của niên vụ mía mới, năng suất đạt từ 80 đến 90 tấn hecta. Với giá mía hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 30 đến 50 triệu đồng hecta. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ này, diện tích mía cả nước đạt gần 16.000 hecta, tăng 12% so với vụ trước. Sản lượng đường cũng tăng khoảng 9%, đạt hơn 1 triệu tấn.
Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, giá cá lóc ở một số huyện trong tỉnh Kiên Giang giảm từ 13.000 đến 20.000 đồng 1 kg, nông dân thua lỗ. Hiện nay, giá cá lóc đầu nhím bán tại ao từ 45.000 đồng 1 kg giảm còn 28.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Cá lóc bông từ 70.000 đồng 1 kg giảm còn 52 đến 53.000 đồng 1 kg. Theo các thương lái, nguyên nhân giá cá lóc giảm là do tình hình 4 năm liền giá cá lóc ổn định đã tạo động lực để các hộ dân trong và ngoài tỉnh liên tục mở rộng diện tích nuôi. Vì thế sản lượng cá ở các tỉnh tăng ồ ạt, nguồn cung vượt cầu, trong khi người dân thắt chặt tiêu dùng do điều kiện kinh tế khó khăn. Các hộ nuôi cá lóc đang kỳ vọng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sức mua sẽ cải thiện, giá cá lóc đảo chiều tăng trở lại. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung cao hơn, nhưng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 150% kế hoạch đề ra. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực, linh hoạt trong cách làm của các địa phương, tạo bước đệm vững chắc để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với mục tiêu có ít nhất 50% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã lên kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện cho từng xã, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ như hỗ trợ xi măng với mức từ 600 đến 1.000 tấn một xã, thưởng 350 triệu đồng một xã. Đến nay, huyện Thọ Xuân có 13 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023 thì xã Nam Giang được Ban Thường vụ ủy cũng như Ban dân huyện là giao kế hoạch là sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Thì ngay sau khi tiếp thu cái kế hoạch được giao của ban của cấp huyện thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành, rồi phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, từng cá nhân để triển khai thực hiện. Và đến thời điểm này thì cơ bản chúng tôi đã hoàn thành các cái tiêu chí đặt ra. Thì chúng tôi xác định rằng là cái xây dựng nông thôn mới nâng cao này là huy động cái sức dân, vì bản chất của nó là quay lại để phục vụ nhân dân. Vì đây là xã thuần nông, cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến phát triển về nông nghiệp. Cụ thể là chúng tôi đã có cái nghị quyết, đảng ủy đã có chủ trương và hội đồng dân đã có cái nghị quyết là sẽ hỗ trợ cho các thôn là 70% kinh phí xây lắp nếu như mà các thôn tổ chức làm các cái tuyến mương, tuyến đường nội đồng. Để thực hiện thành công cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao thì đảng ủy đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề và thành lập ban chỉ đạo, phân công cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các cái tiêu chí, tập trung các cái nguồn lực để xây dựng các cơ sở hạ tầng và cũng tranh thủ các cái nguồn lực của cấp trên và cũng kêu gọi xã hội hóa. Với 19 tiêu chí nâng cao toàn diện, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng cần nguồn lực khá lớn, nên cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, các huyện đã lồng ghép các chương trình, ban hành các chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã. Đồng thời, các xã cũng đã tranh thủ kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, sự vào cuộc của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Sau khi đạt được cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, chúng tôi sẽ tập trung về nâng cao các cái tiêu chí, đặc biệt là cái vệ sinh môi trường, rồi là các cái thiết chế văn hóa, cũng như là các cái điều kiện phát triển kinh tế, tập trung cho các cái doanh nghiệp để cho họ phát triển. Địa phương đã tranh thủ cái nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, từ cái nguồn xã hội hóa trong nhân dân và đặc biệt là đầu tư ngân sách xã để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống nhân dân. Sau khi được công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao thì về phía địa phương sẽ tiếp tục thực hiện duy trì các tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ở các xã nông thôn mới nâng cao, hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng từ 6 đến 7 mét. Có hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh xung quanh, hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng một người một năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu sẽ có thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.